Nguyên Đán Giáp Thìn đang đến gần để sẵn sàng phục vụ cho nhu cầu vui xuân đón Tết của nhân dân. Các địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã và đang triển khai rất nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ý nghĩa đến người dân, đặc biệt tại các công viên lớn trên địa bàn thành phố. Ghi nhận tại thành phố Biên Hòa. Hội báo xuân thành phố Biên Hòa vừa được khai mạc tại không gian sách thành phố với hơn 100 đầu báo, tạp chí của các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh, tạo điều kiện cho người dân tham quan tìm hiểu. Cũng ngay tại công viên Biên Hùng, nhiều hoạt động văn hóa ý nghĩa cũng đang được triển khai. Cụ thể, từ ngày 23 tháng Chạp năm Quý Mão đến ngày mùng 5 Tết Giáp Thìn sẽ có các hoạt động như hội thi gói bánh chưng bánh tét, kết mâm ngũ quả và trang trí bàn thờ gia tiên, lễ hội dân bánh kính nhớ tổ tiên, lễ hội diễn lân sư rồng, hội thi hoa lan chim hót, triển lãm bonsai. Tại ở công viên Biên Hùng thì thành phố Biên Hòa cũng sẽ diễn ra là tổ chức là cái tuần lễ văn hóa chào đón năm mới. Thì trong cái tuần lễ này thì cũng diễn ra rất nhiều các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao gắn liền với cái không gian sách Biên Hòa để tổ chức như cái phiên chợ đầu xuân. Đặc biệt thì hiện nay không gian sách Biên Hòa chúng tôi hôm nay cũng đang triển khai thì cũng có nhiều cái sự kiện giống như là sẽ phố ông đồ tại công viên Biên Hùng tổ chức các cái hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để làm sao mà đây cũng là một cái điểm mà vui chơi giải trí cho cái dịp năm mới. Tại công viên Trương Tử Giang, hội xuân Biên Hòa với chương trình nghệ thuật ẩm thực hấp dẫn sẽ diễn ra từ ngày 26 tháng Chạp đến hết ngày 9 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Điểm nhấn tại công viên là hội hoa xuân cùng các chương trình văn nghệ đặc sắc hàng đêm, kết hợp cùng các gian hàng ẩm thực, trò chơi dân gian tạo điều kiện cho người dân vừa thưởng hoa vừa tham gia đa dạng các hoạt động văn hóa những ngày Tết đến. Thành phố Biên Hòa tổ chức cái đường hoa tại công viên Nguyễn Nhân Trị. Đây là một cái điểm mới. Mục đích chính là về cái đường hoa này là sẽ kết hợp với cụm đại cảnh của con đường ánh sáng, kết hợp với phố đi bộ bắn pháo hoa tại cái địa điểm là cầu Hóa An để làm sao mà đến tết dịp Tết năm nay thì là công viên Nguyễn Trị sẽ là một cái điểm đến của người dân thành phố Biên Hòa cũng như là trong tỉnh, và dự kiến cái đường hoa Nguyễn Trị sẽ bắt đầu từ là ngày 25 âm lịch. Với phương châm Tết cho mọi người mọi nhà, bên cạnh các hoạt động tại hệ thống công viên lớn, thành phố Biên Hòa cũng thực hiện xã hội hóa nhiều cụm hoa tiểu cảnh tại các khu vực trung tâm văn hóa của 30 phường xã để người dân có điều kiện tham quan vui chơi dịp Tết. Đồng thời, thành phố cũng giao cho 30 phường xã thực hiện nhiều mô hình trang trí và hoạt động văn hóa để người dân có nhiều sự lựa chọn trong dịp Tết này.